Cú Sào của anh em mà muốn xem trận giữa Quốc Hoàng thì mình có 2 chiến thắng trong ngày thi đấu đầu tiên. Chào mừng các bạn quay trở lại với lượt thi đấu số 3 trong ngày thi đấu hôm nay. Ở lượt thi đấu đầu, và đây là vòng thi đấu của các cầu thủ nằm trong nhánh thắng. Ai giành chiến thắng ở trận đấu này, tư của giải đấu năm nay, tức là vòng loại trực tiếp. Còn lại cầu thủ nào mà để thất bại tiếp của giải đấu năm nay. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu số 4 trong trận đấu này. Vì là rất mờ để rất ba bên bi cho một điểm số cân bằng. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Cú phá bi tốt của Jeffrey Loda. Một tình huống đánh đã đưa ra cho mình một phương án đánh an toàn. Như vậy là đã lựa chọn đầu bi mục tiêu số 6 gần bên trên, hình như là đen cho bên chủ, cho bên chủ 9, nhưng mà không sao, má mép được các tay cơ Philip. Các bạn có thể hiểu rằng là vào trong cái nội dung chỉ bi break box này thì các vận động viên của họ, các bạn có thể thấy là diễn biến điểm số thứ 3 trong trận đấu này dành đến cho Jeffrey Loda. Pha bi lần này thì không tốt dành cho Jeffrey Loda. Tình huống tính toán là bằng thủ tốt của Zemarana.
rồi, và bằng không hay của Henry Loda. Bóng trong tay James thì có tình huống là đánh một băng bằng lết. Vâng, chúng ta đã có một đại diện vào tới vòng lát 64, đó là vâng bó tay dành hoặc cũng có thể làm tình huống bị thiếu. Tóm lại là một con bị không hay. Số 9, nhưng mà tuy nhiên là một cú và buộc lòng phải tìm đến cho mình một phương án cân phòng thủ. Với lực như thế này thì và một tình huống rất may mắn. Từ cú phá bi của Zemaranat. Có lẽ với hình bi như thế này thì sẽ có ly va chạm với bi số 7. Xin lỗi các bạn là bi ly va chạm với bi mục tiêu số 9. Rất tốt và đã tránh được va chạm với bi số 9 và thậm rất khéo léo của thành viên người Philippines. Số thứ tư dành cho đại diện đến từ Philippines, Jeffrey Roda. Cú phá bi không ăn được bi mục tiêu của Jeffrey Roda. Tuy nhiên đã lựa chọn cho mình một tình huống phòng thủ ngay. Cho mình một cú kéo xòe một băng thôi. Các bạn vừa được nhìn thấy một kỹ thuật đánh rất hay của một chút, nhưng mà đầu gậy lại không phải tâm bi. Một con bi với cảm nhận về bàn móc ra có thể nói là tuyệt. Điểm số cân bằng 4 đều dành cho game. Và bi tốt của đội đồng Diamond, nhưng tuy nhiên có một sự may mắn, đó là sự va chạm với bi số 1. Còn bi sút tê tốt. Và bi tốt của James. Một tình huống đánh phải như quý vị các bạn đang nhìn. Rất hay. Chúng ta đang nhìn thấy những tình huống xử lý về phần đầu gậy. Thực sự là không còn gì để mà có thể chê được ở trong ván đấu này nếu như James có thể đi thì hết một cái hình bì rất khó. Điểm số thứ 5 dành cho Zemaranat trong trận đấu ngày hôm nay. Cú phá bì vẫn chưa thực sự tốt của James. Cơ hội để dọn bàn trong ván đấu này đang vậy là phía bàn bên cạnh thì Dương Quốc Hoàng đã lên tới điểm số hưu rất cách biệt. Vâng, và trong cái tình huống ván đấu này thì Jeff điểm số cân bằng 5 đều. Và vì lần này rất tốt của The Detroit, Jeffrey Roda. Gần hơn
Vâng, đó cú ép hai băng với lực rất thoát tay của Jeffrey Roda gần bên tay phải. Ồ, như vậy là tay cơ người Philippines quyết định lựa chọn cho mình một tình huống rút trực tiếp. Điểm số thứ 6 rất nhanh chóng mang đến dành cho Jeffrey Roda. Phá bí tốt của Jeffrey Roda. Vâng, từ các bạn, một tình huống bi rất tốt của Jeffrey Roda. Không thành công rồi. Đó là một tình huống bị cơ hội của Roda còn sẽ lớn hơn rất nhiều. Đấy rồi. Tuy nhiên thì bi một đường số 4 vẫn còn cái đường để chạm vào đúng cái mã ăn. Vâng, tất nhiên trong những tình huống như vậy thì họ sẽ không mấy khi đưa ra cho mình những con bi 59 mạo hiểm đâu các bạn. Vâng, con bi quá tuyệt vời của Jeffrey Roda và xứng đáng có cho mình điểm số thứ 7 khi mà chúng ta có rất nhiều những con bi khác, loại như kiểu con bi số 6 vừa rồi. Trận này là nằm trong nhánh thắng thưa các bạn. Hai cơ thủ này đều đã có cho mình vâng, và tất nhiên đã phải tìm vì quá đẹp để Jeffrey Roda có thể nhìn. Xin thưa bạn khán giả, bàn trưởng fan Arsenal, để có thể được gọi là một filler con hay một cái gì đó con thì gần như là chưa, chắc chắn là chưa thưa các bạn. Vâng, sai thì đã có AFC Cup để sửa. Điểm số hưu trong trận đấu này dành đến phá bi tốt của tay cơ người Philippines và dùng tướng số 9 đã chạy về một tình huống hòa bằng không thành công. Bây giờ thì tay cơ người Philippines rất hay các bạn ạ. Có lẽ là trận đấu này là xứng đáng dành đến cho Jeffrey Roda. Nói nhiều. Đấy, để xử lý bi số, thậm chí là có cho mình một cú. Vâng, xin được chúc mừng cầu thủ đến từ Philippines Jeffrey Roda đã có cho mình chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 9-5.